đẹp hơn đẹp trai lần này nào. Giờ như anh Duy Anh đó. Duy Anh Thuận hả? Dễ thương, sexy. Đẹp con gái gì? Đẹp mớ. Bây giờ quan trọng là Khánh, Khánh đang yêu ai mà. Gì đó? Xuống rồi nhờ cái em thấy em bị xét nghiệm về dạ, cái là em có hay khóc vào là buông là tại vì em thì buông chung nhà dạ. Ở chung nhà chung cư á dạ. Chúng ta sẽ là đội vậy. Trời ơi là trời, không có ai mà hổng mà bự nè. Tổ cha mày. Trời đẩy hồn. Qua đây 28 bác là muốn chết từ nãy giờ. Đó rồi 28. Cứ ngồi làm mẹ với ông đâu có ai mà cũng nói chuyện mình. Sữa chua. Trời. Ngon không? Em mình đợi chị, em mình đợi chị. Trời ơi con à. Ủa sao vậy? Ủa ngoài nghe hả? Anh ổn không? Dạ, em ổn. Anh mặc đồ giống mấy bạn đi hướng đầu sinh quá vậy. Anh ổn nhiều quá vậy. Cũng đẹp nha. Trời đó, siêu đẹp luôn á. Thank you anh. Đó. Tiên nữ nè. Tiên nữ đẹp mà đúng không? Toàn là những lời ngọt ngào luôn. Đâu với anh á. Còn lát nó chia đội rồi mới sợ. Tiên nữ là cái giai diễn của chị em trong Tấu Quân á. À dạ. Đi ngồi đi ngồi đi. Hai đứa ăn sáng chưa? Dạ rồi, em ăn rồi ạ. Đẹp hơn, đẹp trai hơn thế nào? Giờ như anh Duy Gia Đình á. Duy Anh Thuận hả? Như anh Duy Gia Đình á. Giống cả những người Hàn Quốc mà đọc chuyến mà nổi tiếng là người tình muôn thở của các bạn nội trợ á. Bae Ki Yong gì đó. À, Bae Ki Yong. Dạ. Không, Khánh hợp nhau cực kỳ hợp luôn. Như cái sự này cực kỳ hợp với cái style nó nổi tiếng. Tại vì bắt một miếng ha, ok. Cái miệng nó hơi khô trầm trọng lắm. Cái miệng khô nhưng mà biết mà đúng. Mốt thì nói là miệng nó hơi khô mà lúc nào cũng hỏi hỏi vậy đó. Thôi bây giờ mốt thì anh không biết mà nó cứng. Dễ thương, sexy. Đẹp con gái gì? Đẹp mớ. Quá. Nãy giờ nhìn cái đấm. Quan trọng là Khánh, Khánh đang yêu ai mà. Dạ. Thôi dạ. Khánh có yêu ai đâu. Em bây giờ em lo nghĩ là cứ làm thôi, tại vì em thấy cái điện từ sau dịch cho em bị đậm hơn một tí xíu. Xuống rồi nhờ cái em thấy em bị xét nghiệm về bệnh nhiễm sắc tố. Dạ, cái là em có hay khóc vào buông là tại vì em thì buông chung nhà dạ. Ở chung cư á dạ, nghe khách này chị buông khách này kế bên là em ở nên là em có hay qua nhà chị buông chờ chị nấu cơm cho em ăn buông nói bụng nói nha. Dạ không. Anh lại quên ngập mồm rồi. Lúc em nhận được lời mời là em thấy là hoi thằng tay tới rồi đó. Phải biết nghe tin của anh Vũ Hòa hả? Nghe tin của anh Vũ Hòa hả? Thì đó mà đâu có ngờ tới là thấy Thái Tuế á. Nó tâm tay rồi. Có hai cuộc lựa chọn mà nó đi qua mình phải đi mà đủ. Đấy rồi đó, anh điên ra. Rồi nó bị HD thằng ngờ rồi. Rồi nó bị HD thằng ngờ rồi. Trời ơi, thôi cứ nói cái gì vậy? Là cái con cho tao tự. Đúng rồi, đến đây là những kìa thằng này đi học có nhiêu lê hết bên nó. Mấy thằng tao mà thấy khắc nghiệt quá không? Nó có một miếng thịt thôi. Thấy thì em thôi. Nói nè bình tĩnh đi. Người ta có tiền người ta không lên tiếng, mình không có tiền mình lên tiếng nha. Đồng đội biết điều nha. Đúng không? Đồng đội biết điều. Tôi biết đúng sai mà. Cho nên cái thử thách thứ hai này chúng ta sẽ là sao đánh đồng đội vậy? Trời ơi là trời. Không có ai mà hổng mà bự nè. Trời ơi nãy giờ tôi chưa giới thiệu được cái thử thách luôn đó. Ê, sao bên đây là kiểu rất là đầu tư luôn á, nhìn rất là ngon luôn á. Bên kia nó thì em ở bên đó em không biết em bắt đầu từ đâu á. Ok hả? Tôi không biết cái như thế nào. Trời ơi tội nghiệp em quá. Em phụ cho. Tổ cha mày. Trời đất ơi, có đông. Ở bên trả lương nhiêu? Trả lương gì đâu má. Dạ, qua đây 28 bác là muốn chết từ nãy giờ. Đây, đó rồi, cứ ngồi làm mẹ với ông đâu có ai mà cũng nói chuyện mình. Mà sao giờ bà sửa bàn sửa ghế gì vậy? Đâu có, tao giết tao ông. Giờ không có làm đầu bếp nữa, làm thợ mộc. Này, trời ơi, kêu mình kìa. Này, dạ. Bây giờ về bên đó thì có gì để mà ăn, có gì để mà uống đâu. Còn chắc chắn là không chiến thắng rồi đó. Ủa cái gì vậy? Ngoại. Ôi trời ơi là trời. Ngoại nhìn người ta làm kìa, nhìn đi. Đâu coi nào. Nhìn kia ngoại. Trời đất ơi, cái này ở giống như một lề đường.
Một lề đường ở bên quận Tư người ta nướng mà nó ngon vô cùng, còn đây không có một mùi vị gì cả, mà màu mè thì lại không có, trắng nhắt hồi nãy nhớ không? Nhớ nãy không? Vậy thì bây giờ nhớ cái món này từ ngoài cho mấy điểm? Vậy thì bây giờ nhớ cái món này từ ngoài cho mấy điểm? Một rưỡi à? Một tiếng rồi nè nè nè. Sữa chua. Trời ơi. Ngon không? Em mình đợi chị, em mình đợi chị. Trời đất ơi con nè. Ủa sao vậy? Ủa ngoại nghe hả? Ngoại ơi, ngoại mới vừa búng một miếng lòng trắng trứng cho mặt con đó. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi cái gì vậy ngoại? Đâu có lên tay chân sạch mà. Rồi vừa búng vừa làm. Đi làm thôi. Khai trương bún chả thịt của Nguyên Khang. MC Nguyên Khang đó. Ăn xong hết, vừa ra chụp hình. Ăn riêng đi, ăn chung á. Bê nó lấy nha. Rồi nó đi HD thằng người rồi. Thằng này giờ có nhiêu lê hết bên nó. Sao mấy người ta có bệnh trong người. Mày cũng đám cưới nó không có bạn nào. Đó là nó bịa ra. Có vô chú chị được không? Có vô chú chị được không? Chết nó có vô chú chị được không? Mày gì? Người hãy quên em đi. Người vô tù. Hát cho đi vô tù hả? Phải em ơi mà lại. Không có bài. Nhưng mà tại sao nó lại trùng hợp như vậy? Lúc đó nó mới làm cái bài hòa âm nó xong, nó rất muốn hát bài đó. Em ơi mà lại với em. Mà người ta đang nhập tù. Trời ơi. Sao mà quậy quá vậy trời. Cái bài hát hoài. Sau đây bài hát này với sự nhu cầu của Minh Phúc. Là có nghĩa là ngày nào cũng có người yêu cầu hết. Ngày nào nguyên bằng tiền biết ai tên Phúc. Nói chung là rất muốn hát cái bài Người Yêu Em Đi. Mà có cái bài đó là sung nhất thôi. Cái bài đó là nhạc sung nhất và hay nhất của nó thôi. Mà nó hà tao đưa mày bài Yêu Về Lâu thì không hát đi. Nó không hát. Là nó hồi kiếm cớ rồi. Có nghĩa là ngày vui nhưng mà có quá chừng người yêu cầu. Quá chừng quên nha. Cái bài Người Yêu Em Đi. Hãy đón xem Đại Lý Ẩm Thực phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023 trên YouTube Đàm Vĩnh Hưng.